Rồi, kính chào quý vị và các bạn thân mến nha. Hôm nay mình lại tiếp tục làm clip chia sẻ cho anh em này nha. Thì hôm nay là lễ thì 1 tây tháng 9 với 2 tây tháng 9 thì mình không có nhận xe này kia làm máy nha. Mình chỉ thay nhớt với làm lặt vặt cho anh em đi chơi lễ rồi guộc, thay guộc này kia giá xe đồ thôi nghe anh em. Chứ mình không có nhận xe làm máy hay làm những cái quan trọng nha. Tại vì lễ mình làm có một buổi mình nghỉ à. Đó. Với phần là nguyên cái hệ thống là bên mình tiện này kia là làm phụ này kia thì anh em ta cũng nghỉ hết rồi nên mình không có nhận xe làm nha anh em. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em này. Tại giờ lúc sáng thì mình có đăng một cái video ngắn. Đó thì anh em kêu vô mình chỉ cho anh em làm cái này. Cái này chia sẻ cho những anh em nào mà có đồ làm tại nhà. Đó. Nói chung là như máy fan này kia hoặc có đồ sẵn làm tại nhà đó. Hoặc là những anh em nào mà mới ra nghề này kia để làm đồ nghề có để xài nha. Thì cái này chính là cái cây mà để chúng ta mà bẻ những cái cần thắng này nè. Như cần thắng này thì lúc sáng á, là nó cong tới đây luôn nè. Đó, nó cong tới đây. Nó cong tới đây. Thì mình có cái cây này thì mình bẻ ra nghe nè. Đó, mình bẻ ra giờ nó ok. Nói chung là nó cong vô rồi mình có cái cần cua này á, mình chế mình đút vô mình bẻ thôi. Đó, đút vô gì nè. Đó vậy đó rồi bắt đầu mình bẻ ra thôi là nó sẽ ra dạt ra nghe anh em đó thì nhiều anh em á, nói cái này ngắn quá là sao có lực thì đút cái cây này vô đó đúng ra là mình đi ra phế liệu á, là mình mua một cái cây sắt để mình đút vô đây mình hàn lại nó nghe anh em đó biết sao không? Hàn á, là nó dài thì nó sẽ có lực hơn nhưng tại vì á, là mình không có thời gian á, anh em đi ra mấy bãi phế liệu á, thì nhóc mình không có thời gian chứ phần thứ hai nữa thì tiệm mình có cái cây này mình tận dụng luôn nghe anh em đó khi mà mình bẻ cần cần thắng này kia cho anh em thì mình đút cái cây này vô á là nó có lực rồi nghe anh em đó mình chỉ việc bẻ nhẹ nhàng thôi đó còn như anh em chế á, thì anh em mua đó mua thêm đó mua thêm một cái cây sắt phế liệu nha mua thêm cây sắt hoặc là nhà anh em có cây sắt á thì ví dụ như mình đo cái lỗ này ví dụ như là mình tính theo mà những cái thước mili này kia đi ví dụ cái này á, là cái lỗ nó là 20 mili thì mình mua á, là cây sắt nó nhỏ hơn chừng 18 mili gì đó cái mình đút vô đây rồi xong rồi mình hàn lại nghe anh em đút vô khúc vậy nè đó là mình hàn lại thì nó sẽ ok hơn nó cứng hơn nha còn anh em mà lấy cái những cái cây ti phuộc giống gì nè anh em đút vô đây không có đút được cây ti phuộc với nhau á giống giống như là mình hàn giống vậy nè đó ví dụ như hai cây ti phục với nhau mà anh em muốn dài á thì anh em đút gì hàng thì nó rất là yếu nha anh em đó nhiều khi á là mình bẻ những cái cần thắng mà giống như là ví dụ như những cần thắng chính hãng này kia nó hơi cứng tí là anh em bẻ nhiều khi á là nó gãy nghe 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 anh em nó gãy như vậy đó nên á là anh em nên tìm một cây sắt nhỏ hơn cái lỗ này một tí anh em đút vô giống gì để anh em hàng luôn nha nếu anh em mua sắt phế liệu á đừng có mua sắt mới đó mua sắt phế liệu thì anh em đút vô khúc như gì thì anh em đút vô anh em hàng ở chỗ này thì nó cố định thì nó rất là cứng đúng không đó sắt đặt nữa mua kiếm mua sắt đặt á còn mà anh em hàng đắp ở ngoài cái gì đó thì anh em cứ hàng xung quanh gì đúng không mà nhiều khi mình bẻ cái nó gãy nó yếu lắm rồi chia sẻ cho anh em cái này thì cái này là một cái cây ti phục bình thường của chúng ta thôi ti phục bình thường đó thì cái cây ti phục này á, là mình đã khoan hai lỗ đó mình đo còn cái hai cái cây này á, chính là cái gác chân này nè cái gác chân này của xe chính hãng nha đó cái gác chân này của xe chính hãng thì xe chính hãng như Quen Pha này kia Suzuki này kia đó thì cái gác chân này á là do là tai nạn giao thông mà nó va đập xuống đường mạnh quá nó gây tình trạng là hơi cong cong quá thì chủ xe người ta xe tai nạn mà anh em chủ xe người ta muốn thay cây mới luôn đó nên là mua cây mới thay chính hãng nha anh em đó nên là mình cắt cái khúc này nè đó, anh em thấy nguyên cái khúc này phải không là mình cắt khúc từ đây nè đó cắt cái khúc từ đây thì nó dài ra tới đây nè đó là bắt đầu á là mình phang ở trong cái cây ti phuộc thường thường á là nhiều anh em á là người ta là sẽ hàn người ta sẽ lấy cái cây này phải không người ta hàn mặt trên này luôn đó còn mình muốn chất lượng chắc xài bền lâu là mình phang thẳng luôn nghe anh em phang cho cây ti phuộc của mình á là thẳng ngang luôn ví dụ như là mình đo cái cây này á cái cây sắt này á là ví dụ như là 10 ly đó thì mình phang lên là khoảng 11 ly mình không có cái mũi 11 ly thì mình phang 12 ly cũng được nghe anh em còn mấy á, khi anh em mà phang thủng rồi á lấy cái mũi 10 ly á ví dụ như là cây này 10 ly đó
thì anh em phải phan cái lỗ này lớn hơn tí anh em mới đóng cái gai sắt này ngang được đúng không? Đó thì anh em cái này 10 ly anh em lấy cái mũi 10 ly anh em phan cũng được, nhưng mà khi mà phan nó thấu qua tới bên đây rồi á thì anh em phải là sàn lắc 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 gì nè. Đó để cho nó ra rộng tí xíu khoảng 11 ly là anh em đóng cái cây sắt 10 ly vô được. Còn anh em nào làm biến nữa, làm biến làm cái kiểu đó thì anh em ví dụ như đo cây sắt này là 10 ly thì anh em có thể lấy cái mũi phan 12 ly đó anh em phan ngang. Đó, thì mình phan á, là cho nó thấu gì luôn. Xong á, là mình sẽ đóng cây sắt này vô. Mình đóng cái cây sắt này vô. Đó, cho nó thấu qua tới bên đây luôn. Đó, xong cái mình đắp hàng hai bên là nó sẽ cứng cáp nghe anh em, nó sẽ bền nghe anh em. Đó, còn nhiều khi mà anh em á, là không không có phan thấu qua tới bên đây, anh em không có phan cái này luôn. Đó, mà anh em á, là chỉ là để cây sắt này ở ngoài mé này thôi. Đó. Mày mé này thôi anh em chấm hàng giống gì nè là nó không có bền nghe anh em. Đó, nhiều khi mà anh em gặp cái cần thắng mà cứng cứng á. Đó, cần thắng cứng cứng giống của chính hãng này kia cứng cứng á. Anh em lật bẻ ngang cái là bắt đầu là cái này nó gãy chỗ cái mối hàng nghe anh em. Đó là làm theo cái cách mình là ok nhất. Thì khi làm thì chúng ta làm dấu. Đó. Ví dụ như cần thắng này là bao nhiêu vậy đó. Đó, mình làm dấu trừ hao nghe anh em. Anh em thấy nó rộng hơn nè. Chính giữa này nè, từ khoảng cách này thì mình á là mình trừ hao, tại vì nhiều xe á, là cái cây này nó bự nhỏ khác nhau. Nên là mình trừ hao nghe anh em. Đó, nói chung là lúc làm mình phải đo để mình phan cái khoảng cách này nó sẽ ok hơn. Đó, thì làm cái này thì rất ok. Thì nói chung thì có nhiều anh em thì người ta có cái nhiều cái chế khác nhau, nhưng mà mình lựa chọn là như thế này. Thì mình lựa chọn cây tiêu phuộc để mình phan thẳng, nói chung là mình tận dụng thôi anh em. Tận dụng trong tiệm có gì thì mình làm đó thôi anh em, đúng không? Đó cho đỡ tốn tiền, có gì đâu, nhà tiệm mình có mấy phan có nè. Đó, còn cái cây này thì tai nạn giao thông mà chính hãng người ta có nè. Đó thì mình bỏ đó thì mình cắt ra hai bên. Đó, cắt chỗ này. Đó mình lấy khúc này từ đây ra đây thì bên kia cũng vậy, cắt ngang lấy từ đây ra đây. Đó thì bắt đầu ti phuộc á thì lúc phục hồi phuộc này kia thì anh em thay ti những cái ti sọc nè, bỏ thì mình cũng tận dụng lại thì mình có mấy phan này kia mình phan thì tiệm có mấy hàng thì chấm hàng thôi. Đó như vậy rất là bền nghe anh em. Còn anh em mà hàng chỉ ở trên đây anh em mà không khoan á, đóng cho nó ngang đây luôn á thì mình thấy cảm giác là nó không có được chắc nghe anh em. Đó, cây này mình xài rất là lâu rồi nè. Đó, anh em thấy mấy cái dấu này tại sao mình không mài bỏ, tại để gì chơi đó. Tại để gì chơi, cái cạnh này á là để cho nó ấy cục cao su lại, đừng có rớt cục cao su á anh em. Khi mà mình đóng cục cao su này vô thì có những cái cạnh này nó chịu lại. Đó, nó mình khi mình đạp lên mình chạy dần dần là nó không có xúc cục cao su này ra nha. À, để anh em cứ phan thẳng qua nha. À, ví dụ như cái cây này 10 ly để anh em phan cái mũi 12 ngang, còn mấy anh em lấy mũi 10 ly cũng được, mà anh em phan ngang rồi xong rồi bắt đầu anh em đảo cái cây ti cho nó rộng ra lỗ 11 ly là anh em có thể đóng cái cây 10 ly ngang ngang được nha. Đó, đóng là thấu tới bên này luôn nha. Đó, lỗ này dư khoảng ly vậy nè thì nó tốt, nó khoảng ly 2 ly đừng mình chấm hàng. Đó, như vậy là cực kỳ tốt, anh em xài biết nào gãy đúng không? Còn cái phần ở trên đây như nãy mình chia sẻ cho anh em rồi, anh em á là gần giữa phế liệu hoặc là nhà có sắt đặt chứ, sắt đặt nha. Tận dụng lại mình đo cái lỗ này. Ví dụ như cái lỗ này á là nó rộng 12 ly. Lỗ này nè nha, có thi phục này 12 ly thì mua cây sắt 10 ly này kia đó. Đó, ra là giữa phế liệu. Còn ở nhà có thì tận dụng luôn. Thì mình đút vô đây một khúc. Đó, xong rồi bắt đầu mình kéo. Mình chấm hàng lại, mình kéo cho nó ok thì nó sẽ cứng. Đó, nó dài thì nó sẽ có lực hơn nghe anh em. Đó, còn như mình á là biết sao không, tại vì mình làm biến đi mua, chứ có bằng thứ hai nữa là trong tiệm mình có cái cây cần sức lực, ủa cây cần siết này rồi đó, thì mình tận dụng mình làm luôn, chừng nào mình có đi ngang giữa phế liệu thì mình ghé vô mình cũng mua nghe anh em. Tại trong tiệm mình có cái cây này thì mình tận dụng mình làm cho người ta luôn đó, chừng nào đi ngang giữa phế liệu thì mình sẽ mua cái cây này để về gáp chấm hàng lại nghe anh em, thì nó ok sắt đặt nha. Anh em đừng có đi mua mấy cái sắt bọng mà ấy nha, mua sắt đặc thì nó sẽ ok hơn, giữa phế liệu nào cũng có vậy anh em ơi. Mua về mình làm dài cái gì nè, mình siết thì nó sẽ có lực hơn đúng không? Đó, còn cái này là mình chế là lúc đầu mình chế cái gì thôi đó. Anh em nào chế có được đồ ở trong tiệm có cái gì hoặc ở nhà anh em có sắt gì thì anh em cứ tận dụng để sau này mình siết. À, sau này đi cái này cần thắng đồ nó bị hư sửa sang nhà này kia đó, đi lên bờ thềm đồ rồi hoặc lấy da chạm nó quẹt với cây này kia rồi nó cong vô thì mình có mình xài. Còn như anh em mới ra nghề này kia hoặc anh em thợ thì làm một cây để bẻ cần thắng cho khách này kia
hoặc là cần số này kia đó, nó bị cong này kia mình bẻ là ăn đất này kia, thì cần số thì dễ bẻ rồi, cần số anh em lấy cái cây chìa phá hay mỏ lết vậy anh em bẻ cũng được nữa, nhưng mấy cần thắng này là phải có mấy cái này mới xiết mấy 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 mới làm được nha anh em, mới bẻ cái được nha, mới có lực nha. Đó, ok nó chia sẻ cho anh em vậy cho ok. Đơn giản không tốn tiền nghe anh em, đó chỉ tốn công thôi. Anh nói chung là ở trong tiệm có gì làm đó, ok luôn. Những cái cây gác chân này của chính hãng nó cứng lắm nghe anh em, đó Trung Quốc thì chưa biết sao nhưng của chính hãng nó rất là cứng nghe anh em, xài thiên thu luôn. Rồi ok, chia sẻ cho anh em vậy ha, anh em nào có tận dụng được những cái đồ gì trong tiệm mình hoặc là ở trong nhà mình có sẵn thì mình tận dụng nha. Ok, tạm biệt anh em. Các vấn đề về xe liên hệ trong fanpage dưới phần mô tả video này, từ đầu clip mình để địa chỉ, thì anh em nào ở gần mình á thì nhắn địa chỉ Google Maps ra số điện thoại địa chỉ đi tới nơi để làm xe hay vấn đề gì về xe nha anh em. Rồi ok, tạm biệt anh em nha.